Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, chắc chắn một điều rồi, tuần này chúng ta lại được lắng nghe câu chuyện của một ai đó, để chúng ta hiểu rằng đôi khi nhìn bên ngoài, nhìn hình ảnh được hiển thị trong cuộc sống của một người nào đó, chúng ta luôn có một cái cảm giác rằng là tại sao người khác lại yên bình như vậy, tại sao người khác họ lại có những cái trải nghiệm cuộc sống thú vị như vậy, còn bản thân của tôi thì luôn gặp những cái trắc trở. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện mà không biết rằng chuyện của bạn ấy là câu chuyện như thế nào. Chào em. Em chào chị, em là Yuki Sơn Lâm, mọi người hay gọi em là Yuki. Hiện tại em đang là làm chủ một cái doanh nghiệp nhỏ mang tên Universe và cũng cùng vận hành một cái quán cà phê của cộng đồng LGBTIQ mang tên Gõ Acoustic. Rồi, vậy thì chị sẽ gọi là Yuki cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay ha. Dạ. Ở cái thời điểm nào trong cuộc đời mà Yuki nhận ra là mình đã có vấn đề rồi? Cái năm đấy em khoảng bao nhiêu tuổi? Thì khi đó là em 26 tuổi. Cái dấu hiệu mà thấy rõ nhất đó chính là em lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Và em bắt đầu nằm ở trên giường nhiều hơn. Và em cảm thấy bắt đầu không có còn nhiều sức lực. Điều đó chắc chắn không thể tự dưng mà nó đến được. Dạ, đúng vậy rồi. Thì lùi lại cái thời gian trước năm 26 tuổi. Dạ. Em đánh giá và em nhìn lại thì em sẽ thấy rằng cái trải nghiệm nào trong cái quá trình trưởng thành của mình chính là cái căn nguyên cho rất nhiều vết thương để rồi sau này mình phải đến với hành trình chữa lành. Nhận ra mình không phải là một bạn nữ hợp giới. Em phải che giấu tình cảm của em đối với gia đình để không bị phát hiện. Giống như là bố mẹ mình, họ rất hiểu mình. Ở một cái lăng kính của họ đúng, có một cái chiều sâu đối với mình. Thì chỉ cần nhìn qua và chị chỉ nói những cái câu giống như là đừng có làm cái kẻ khác người. Lớn lên khổ lắm con ạ. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Tức là mẹ vẫn mong muốn mình hãy trở về với cái quỹ đạo bình thường dạ, mà mọi người rồi. Biết. Vì cái sự hiểu biết của mẹ cũng lại đồng thời nhắc nhở mẹ rằng là cũng phải tôn trọng cái dạ, bạn giới rồi, của em. Chính và xác. Mẹ em bị mắc kẹt. Mẹ em bị mắc kẹt ở trong đó. Nó giống như là có một số người mẹ mà mình hay là một số phụ huynh mà mình hay biết đó, là họ sẽ nói rằng đó là tôi ủng hộ cộng đồng nhưng con tôi thì không được là người trong cộng đồng đó. Thì em nghĩ rằng mẹ em đâu đó cũng bị mắc kẹt ở trong đó. Thì đó là cái một số những cái tín hiệu nho nhỏ đầu tiên. Mình nói một chút về bản nhận giới của mình đi để dạ, cho khán giả không có bị hoang mang. Thì em là một người queer, tức là tiếng Việt của mình đang Việt hóa nó là người phi nhị giới. Dạ. Phi tức là không, nhị là hai. Giới là giới của mình hiện giờ mình đang có là giới nam và giới nữ. Ừ. Thì em cảm thấy là em không hoàn toàn là giới nam, cũng không hoàn toàn là giới nữ. Lấy ví dụ như là bây giờ cái định nghĩa giới của mình sẽ có hai cái hộp là hộp nam và hộp nữ đi. Thì em cảm thấy là em ở ngoài hai cái hộp đó. Hoặc thi thoảng là chỉ có vài cái đặc tính ở trong những cái hộp đó là em cảm thấy nó phù hợp với em thôi. Còn cả cái hộp ấy thì em không phù hợp. Thực ra mọi người sẽ nghe rất là nhiều rồi cái cụm từ là LGBTQ+. Plus ở đây có nghĩa là còn nữa đó, còn nữa từ từ rồi cộng vô. Thì cái chữ Q tức là queer là cái tên gọi về bản dạng giới của Yuki. Dạ. Và điều này nó làm cho mọi chuyện nó trở nên hỗn loạn ngay bên trong cái mối quan hệ của em. Dạ, đúng rồi. Và cái cảm giác lo âu nó cứ thế mà nó tăng dần lên. Dạ. Thì nó ngoài cái cảm giác lo âu nó còn là cái cảm giác buồn bã nữa. Vậy thì cuối cùng là em sau đó em có giải mã được là cái buồn đó là vì cái gì chưa? Buồn vì mình đi làm không được tốt, hay là mình buồn vì cái này, mình buồn vì cái kia. Nhưng mà ẩn sâu bên đó thì hóa ra là nó là có một cái nỗi buồn nó cứ đi theo. Thì em nghĩ đó là cái cách để em lý giải cho cái việc đó. Thì vậy thì biểu hiện của em lúc đó sẽ là trầm cảm. Nó giống như một cái hành lý vô hình nó đi theo em. Thì nó cũng đi theo em khi để tiến vào trong một cái mối quan hệ mới. Nghĩa là mình chưa có dọn dẹp xong, dạ, mình chưa rồi. Có làm sạch. Dạ. Những cái cũ thì mình đã mang nó vào trong một cái chặng đường mới rồi nên là nó nặng nề hơn. Tại vì chắc chắn là một cuộc tình mà bản thân nó thôi thì nó cũng đã có vấn đề của nó rồi. Dạ, đúng rồi. Mình lại còn đem cái chuyện cũ vào nữa. Vậy thì cuộc tình đó nó kéo dài mấy năm? Dài 22 tháng thôi. 22 tháng? Vâng. Em khi em dùng cái cụm từ 22 tháng, em có biết nó ẩn chứa cái điều gì không? Đối với em thì nó ẩn chứa cái việc là em đếm từng tháng. Nó đó. Điều đó có nghĩa là sự ám ảnh của nó khá lớn. Em có những cái sự khắc ghi khá là sâu đậm dạ, về cái trải nghiệm trong cuộc tình đó. Dạ. Tại sao người ta không dùng từ là nó hơn một năm hay là nó gần 2 năm mà phải là 22 tháng? Chính xác luôn á chị.
em đến từng tháng, giống như là em đến coi là sức chịu đựng của em tới bao lâu. Cuối cùng ai là người lên tiếng dừng lại? Em là người lên tiếng. Cái cột mốc đỉnh điểm này em thấy là không, nó phải dừng lại thôi, là cái gì? Nó là một cái buổi mà bạn đó đòi em đi ra nhà hàng ăn. Em nghĩ rằng là giống như là ok, nó sẽ là một cái buổi nói chuyện cởi mở, và mình sẽ sử dụng cái việc là mình trao đổi thẳng thắn cởi mở với nhau để mình giải quyết những cái vấn đề mà mình đang có và mình đang mắc phải ở trong mối quan hệ của mình, để cho nó, cái mối quan hệ của mình nó sẽ tốt hơn. Từ đầu đến đuôi bạn chỉ nói là em sai thôi. Thì lúc mà bạn làm, bạn không quan tâm tới việc là nó làm cho tôi buồn hay làm cho tôi giận dữ. Nhưng mà tới khi tôi làm thì bạn lại cảm thấy buồn và giận dữ, và bây giờ bạn đang trách móc tôi về chuyện đó. Thế xong rồi em bắt đầu em dẫn chứng ra như vậy, thì bạn nó đã nói một câu rằng là em biết thế nào Yuki cũng sẽ nói như vậy. Nên là trong cái buổi này Yuki có thể lắng nghe em nói được hay không? Và bạn ấy lại tiếp tục cái bài diễn văn trách móc là em sai chỗ này, em sai chỗ kia, em không có cứng rắn như bây giờ. Em cũng cảm thấy tổn thương thiệt, cho đến khi mà nó giống như là nó là một cái cơn buồn bã và cơn giận dữ nó trào lên ở trong người mình như vậy nè. Và em cảm thấy là lúc đó nếu mà em không cắt cái cuộc đối thoại này là chắc em sẽ bùng nổ, có một cơn mèo đào rất là kinh khủng ở trong cái quán đó, có thể là khóc vừa la vừa này kia. Em có biết là Yuki muốn chia tay? Em có nghĩ rằng cái nghi thức chia tay đấy nó chính là một trong những cái trải nghiệm để em đẩy cái tổn thương của mình lên một cái mức cao hơn không? Tại em không có sửa soạn cho cái buổi chia tay đó. Dạ đúng rồi. Và điều này nó làm cho em bị gần như giống như người ta dùng cái từ là giống như bị sốc phản vệ. Dạ. Khi mà chuyện nó diễn ra rồi thì mình vẫn không có đón nhận được cái tình huống chia tay đó. Mặc dù mong muốn của mình lúc đó là chia tay, nhưng mà mình không cam tâm á. Dạ. Mình đâu có sửa soạn cho cái tình huống này. Tôi tới đây để hẹn hò mà. Dạ. Em nghĩ chắc là cũng có đâu đó là một cái dạng sốc phản vệ. Nhưng mà nó giống như là khi mà em nói ra cái điều đó rồi thì em nhận ra rằng là hóa ra mình đã luôn mong muốn điều này xảy ra. Chỉ là không phải như thế này. Không phải như thế này. Mình muốn nó có một cái nghi thức hoành tráng hơn, có đầu có đũa hơn. Dạ, đúng với rồi. Một cái kiểu chia tay hơn. Dạ đúng rồi. Em có nghĩ là đối phương của em, bạn ấy cũng có vấn đề không? Dạ có đó. Cái điều ở đây chúng ta không đi cố tình đi hỏi. Dạ. Bởi vì câu hỏi này nó không có giá trị gì hết, đó là ai đúng ai sai trong một cuộc tình. Dạ, đúng không rồi. Có cái cuộc tình nào mà chỉ có một người đúng hết trơn. Chính xác. Và ngược lại. Dạ. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ đó là chúng ta phải rất cẩn trọng xem cái tổn thương của mỗi người trong một cái mối quan hệ nó đang là cái gì. Dạ. Bởi vì điều này nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cái việc xây dựng mối quan hệ đó. Dạ. Rất tiếc là em đã có vấn đề của em rồi, và chị tin là trong cái mô tả của em, bạn kia cũng tràn ngập vấn đề của bạn kia. Dạ đúng rồi. Thế thì bước ra khỏi cuộc tình đó thì em đã thừa nhận là mình cần phải được hỗ trợ chưa? 4 tháng trước khi chia tay. Ừ. Tại vì khi đó em bắt đầu cảm thấy là em, như hồi nãy em có nói, khó thở, hụt em hơi. Em khó thở, hụt hơi, em cảm thấy là hết năng lượng. Em cảm thấy là em không có còn thiết tha làm những cái chuyện mà em đã từng thích làm. Em nhiều khi là em dành hết tất cả sức lực của em để em đi làm. Thì sau đó em về nhà và em làm những cái việc nhà. Là tới khi mà xong là em lên giường, là em chỉ muốn ở trên giường từ lúc đó cho đến sáng ngày hôm sau thì em dậy em đi. Tự tôn rằng là mình không hề có những cái bệnh này và nó sẽ là... Nhưng mà sau đó nó không giống như mình nghĩ. Dạ đúng rồi. Cho nên là cái tiếp cận đầu tiên của cái việc mà em thấy là mình phải được hỗ trợ rồi. Dạ. Là em làm cái gì? Em đi gặp bác sĩ tâm lý. Ừ. Mình được hỗ trợ những gì trong những cái buổi thăm khám tâm lý? Mỗi khi mà em đến những cái buổi đó thì em hơi sợ. Và đôi khi em muốn trốn, em không phải đi những cái buổi đó. Và mình sẽ phải học cách để mình hạ hết những cái hàng rào phòng thủ xuống. Hạ luôn cái sự tự tôn của mình để mình chấp nhận một cái điều là mình có bệnh và mình không được ổn. Và chắc chắn là có những cái vấn đề mình sẽ không có thể tự mình giải quyết được nó. Em không thể từ chối được người khác, em phải học cách để em từ chối. Cái thứ hai mà em đã học đó là cái xây dựng những cái ranh giới một cách khỏe mạnh.
để em không có để cho người ta lấn vô trong những cái ranh giới của em. Và tới khi người ta lấn dữ quá, em bắt đầu em vỡ ra, em bục ra, em nói rằng là trời ơi, tôi không có cảm thấy thoải mái đâu nha, tôi cảm thấy rất là bất ổn, tôi không có thích mấy người làm như vậy. Thì người ta lại nói rằng ủa là sao trước đây làm thì thấy được mà sao giờ làm thì không thấy được. Đó, thì em phải học cách để em xây những cái ranh giới của em. Để nếu mà người ta họ bắt đầu họ bước vô thì em phải học cách là dừng lại. Này là phạm vô ranh giới rồi. Là mình thấy không có ổn nha. Nên là mình dừng lại. Phải đi xây tiêu chuẩn. Xây giới hạn. Xây giới hạn chính xác. Chị không biết là nó có đúng hay không, nhưng có vẻ như theo như những gì em mô tả thì chính cái sự bất an về bản thân của em, cái hành trình mà em có quá nhiều những cái sự lo lắng và đi xây dựng những cái mối quan hệ xung quanh mình, với một cái mong muốn là mình có được một cái người đối tác, một cái người đồng hành chắc chắn, nó biến em trở thành một cái người có vẻ có thiên hướng phụng sự trong một mối quan hệ. Dạ đúng rồi, chính xác. Và chính cái điều này nó làm mất đi khả năng từ chối của em, nó làm cho em bị quá tải. Nó làm cho em tự nhận ra là mọi chuyện trong cuộc đời này mình phải là cái người gánh vác. Dạ đúng rồi. Và điều đó ngay về mặt thể lý thôi em cũng đã bị kiệt sức rồi. Dạ đúng rồi. Vậy thì những cái thời gian đầu là mình được nhận ra điều đó, mình được nhận ra để mình thấy rằng là mình là người như vậy. Dạ đúng rồi. Và bây giờ mình phải có những cái tiêu chuẩn mới, giới hạn mới. Dạ đúng rồi. Điều đó quá khó với em không? Dạ, hồi đầu thì cũng khó dữ lắm. Tại vì em hồi đầu ở nhà, em còn nhớ bác sĩ tâm lý cho em một cái bài tập: em hãy tập nói không và từ chối 3 lần mỗi ngày. Không bắt buộc là về vấn đề gì, có thể là hoàn toàn những việc vô hại. Nhưng mà em phải học cách để em nói ra cái lời nói không, phải học cách là nha. Chị tên là Mai Trần Ngọc Trinh, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện nay là làm IT của ngân hàng. Rồi. Chị gia đình ở đây là chị đang sống cùng với ba mẹ luôn hay sao ạ? Chị sống với mẹ với lại em gái. Rồi, chị nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của chị nha. Điểm mạnh của chị thì vui vẻ, hòa đồng với lại hay cười. Điểm yếu của chị là hay quên. Thường là quên điện thoại ở nhà. Là thường xuyên luôn. Đi làm mà quên điện thoại ở nhà hả chị? Đúng rồi, đi làm mà quên điện thoại ở nhà. Nhưng mà sau này cũng cố gắng khắc phục rồi, nhưng mà cũng còn hay quên. Vậy là chị không có bị điện thoại làm cho bị ghiền? Không, chị không có nghiện điện thoại lắm. Rồi gì nó không có xấu gì nữa không? Khó tính đồ gì không chị? Khó tính hả? Không, chị thấy thì chị cũng dễ tính lắm, chứ không có khó tính gì đâu. Còn về đường tình duyên á thì ra cũng hơi lận đận chút. Hồi mà đi học năm 18 tuổi cho đến năm 32 tuổi á, cũng có quen. Rồi 32 tuổi đến 38 tuổi thì cũng có quen. Nhưng mà hai anh đó cùng một cái điểm chung á, là thích sở thích chúng mình là thích nam. Giờ đó là cuối cùng là vậy là được hai mối tình. Tính ra cũng không có mối tình nào đâu. Hai bạn đó cũng đi ăn, đi chơi rồi đi nói chuyện này nọ thôi, cũng chưa gọi là tình gì. Rồi mà sao chị biết cuối cùng là mấy anh đó là thích nam? Thì cuối cùng chị có hỏi khi nào thì cưới. Thì sao? Thì thôi, anh không thể nào anh cưới được, anh mất sự nghiệp gì này nọ tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng thì cũng nói thiệt. Vậy rồi vậy nếu vậy thì họ quen với chị làm gì? Nếu họ thích nam thì họ quen với chị? Chị cũng không biết luôn á. Đi quan tâm chăm sóc rồi nói chung là rất là gọi là tận tình á. Thì ai cũng tưởng người yêu chị không à, nhưng mà rốt cuộc là không phải. Vậy là chắc mấy người đó cũng muốn chọn chị làm chồng á. Không, chị sao mạnh mẽ được, không là mạnh mẽ được đâu. Chị thích nam mà. Chị nữ nhưng mà làm có tính. Có cá tính thì có, chứ không mạnh mẽ thì chắc không đâu. Cũng hay khóc lắm, mít ướt lắm. Ok chị, rồi vậy là
chưa kết hôn lần nào hả chị ha? Đúng rồi. Mình sinh năm bao nhiêu chị? 84. Dạ. Rồi coi như là bây giờ gia đình có hối gì chưa? Trời, hối lắm. Nói mẹ cứ mẹ coi chương trình nè. Coi lần dạ. tiên luôn á. Nói đăng ký đi chứ. Ế quá. Ừ. Nhưng mà mẹ chị về người thân không có lý do làm sao mà chị ế mà giống như chị mà có hai mối tình à. Thì có ai làm mai đâu không? À thì không ai làm mai luôn á, thiệt luôn á. Tại vì họ nghĩ là mình cũng có người yêu rồi hay là gì đó, tại thấy cũng vui vẻ gì đó, không có gì buồn phiền hết. Ừ. Rồi, ok. Với lại mình cũng cũng bận việc á, cũng ít tiếp xúc với mọi người. Vậy bây giờ đi thì mình chia sẻ giùm em cái mẫu bạn trai chị thích như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. À, ngoại hình á, ngoại hình thì cao 1m7 là được rồi. Cao trên 1m7. Nghề nghiệp ổn định. Rồi tuổi tác thì mình cũng không có quan nhỏ trọng lắm. Được không? Không quan trọng gì nhỏ hơn chị được không? Chững chạc là được. Rồi. Nhỏ hơn chị bao nhiêu, tối đa nhiêu được được nè. Miễn chững chạc được, nhỏ hơn 10 tuổi được không? 10 tuổi không biết có chứng chạc không đó. Thì gặp biết gì đâu. Thì gặp biết. Thôi nói chung là hỏi em hỏi thật đó. Nhiều khi có những người gu của người ta nữa. Cho nên chị đừng có đau khiến người ta. Thì chị ok được hay không thôi à. À chị thì thật ra là chị không có kén. Nhưng mà chị chỉ sợ là bên người ta không có chấp nhận thôi. Mình cũng đi. Ờ, nhưng mà chị trời dễ vậy luôn mà không có ai hết trơn vậy. Trời ơi. Rồi. Có gì nữa không chị? Rồi cái anh đó giờ quê ở đâu nè? Chị có không thích nghề gì không? À không, chị thì miễn là nghề nghiệp ổn định là được rồi, nghề gì cũng là nghề mà. Rồi. À, đừng có lái xe thôi. Không thích nghề lái xe. Rồi, rồi làm dâu được không? Chị theo chồng được không? Trời, chị thích lắm á. Thích làm dâu hay là thích theo chồng? Thích làm dâu, nhưng mà nếu như mà bạn đó có điều kiện ở đây cũng được, bình thường, không có gì. Chị dễ mà, nhưng mà chị thích làm dâu. Về quê được không chị? Về quê thì chắc không, chị dân thành phố lớn lên, nhỏ lớn mà. Ừ, dạ. Rồi, ok. Rồi, chị có ca hát gì được không? Không. Ca thì hồi đó có ca mà giờ thấy ca dở quá, không ca nữa. Càng ngày sao càng thôi rồi ok chị. Nếu mà được chọn á, thì chương trình liên lạc lại rồi mình sẽ có người liên hệ với chị trao đổi thêm nha. Rồi, cảm ơn rồi đó. Dạ cảm ơn chương trình. Dạ cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn chương trình. Mình cái mình cần ở đây là cái chạc và trưởng về tư duy, về lối sống mà của người ta thôi. Đó, nhưng thì cũng đừng có chênh lệch về ngoại hình, về điều kiện công việc, công kinh tế. Chia sẻ một chút là về kinh tế thì hiện tại bây giờ thì mình cũng không phải là những người mà gọi là ăn bám hay là những người mà không có gì cả. Nói chung là thì với mình hiện tại đang ổn. Vừa có nhà, có xe, nói chung là công việc mọi thứ là mình cảm thấy bằng lòng với chính những gì mình từng cố gắng. Về phẩm chất đạo đức là phải là cơ bản nhất là phải tốt. Rồi tư duy lối sống thì tích cực, để có những cái hoài bão, có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Rồi thì người ta thường nói là nồi nào thì úp vung nấy, gió từng nào thì gặp từng nấy. Tuy nhiên thì cái điều có như mình cũng gần 40 rồi là cũng đã từng là trải qua cuộc sống hôn nhân mà để gặp được một cái người như ý thì thực sự rất là khó. Nhưng mà để mà nếu như có một người mà mình cảm thấy mà mình chấp nhận được, hài hòa được thì mình cảm thấy rất là may mắn đối với mình. Dạ vâng, thế về phía mà ngoại hình ấy thì chị muốn bạn trai như nào, chị miêu tả chi tiết về ngoại hình. Cái đó là cái mà biên tập có thể mà dễ tiếp cận nhất á. Dạ, tất cả những cái mà chị vừa đang nói là những cái mà chị với anh sẽ tìm hiểu về phần sau á. Dạ. Dạ vâng, chị nói về mình cũng
Trước đây thì nói thực là nếu như mà tầm tuổi từ 30 trở về trước là mình rất là kén chọn và rất là kỹ trong cái vấn đề là về hình thức. Nhưng mà đến tầm độ tuổi bây giờ thì mình thấy rằng cái hình thức nói chung là cũng không cần phải là quá đẹp trai, là quá là hào nhoáng. Nói chung là mình cảm thấy hài hòa ở chỗ là chiều cao khoảng 65 lên. Đó, rồi thì có sức khỏe tốt. Rồi không có cái lối sống tư duy là tích cực, là ví dụ như là họ ít nhậu nhẹt này, không hút thuốc, mình ghét nhất là mùi thuốc lá. Rồi họ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, biết cách là ăn uống rồi gì đó để giữ gìn sức khỏe. Tại vì người chồng trước đây của mình thì là một người rất là tốt, duy chỉ có điều là anh hay nhậu nhiều quá vì công việc mà anh mất sớm. Nên đó là cái điều mà mình không mong muốn đối với người ở phía sau. Alo ạ. Dạ, alo ạ. Dạ. Rồi. Chị có hay chị có cái tài lẻ năng khiếu nghệ thuật hay hát hay làm gì không ạ? Làm thơ hay là hát? Thơ văn thì thỉnh thoảng thôi, nhưng mà nói chung là cũng tùy cảm hứng. Nếu như mà trước đây mà khi còn chồng thì mình thường hay hát, nhưng mà từ ngày mà anh mất thì thực sự là mình không còn cảm hứng để mà mình hát hò hay là để mà giải trí nữa. Giống như kiểu mà mình nó mất đi cảm hứng ấy, cho nên mình chỉ tập trung vào là công việc, mình may vá rồi mình thiết kế thời trang đồ các kiểu thôi. Chứ còn những cái thiên về nghệ thuật nhảy nhót hát hò ca múa thì hầu như là đã từ lâu mình quên rồi, để mình tập trung công việc, để mình vừa là chăm lo cuộc sống gia đình. Bởi vì mình hiểu bây giờ mình vừa là mẹ vừa là cha mà, cái trách nhiệm của mình rất là nhiều và thời gian để mà mình giải trí nó không còn nhiều nữa. Dạ vâng, ok em cảm ơn chị Minh. Thì hôm Dạ. cái buổi giao lưu làm quen, nếu mà biên tập tìm của chương trình bạn muốn họ tìm kiếm được cái người phù hợp với chị thì sẽ liên hệ trực tiếp lại với chị để làm nội dung chị rõ ràng hơn nhé.